Hôm nay mình sẽ chơi theo yêu cầu, cái sứ mệnh của anh em đã yêu cầu mình chơi nhá. Và anh em nào có yêu cầu mình chơi cái sứ mệnh nào thì có thể để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhá. Mình sẽ đọc và mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em. Bởi vậy những cái sứ mệnh nào mà yêu cầu trước thì mình chơi trước nha anh em ơi. Anh em nào mà chưa đến lượt thì đừng có buồn nha. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nào. Giờ chúng ta hãy bắt đầu với sứ mệnh 88 nha anh em ơi. Rồi, sứ mệnh 88 nào. Trước khi vào sứ mệnh thì mình nâng cấp cái chiến binh của mình. Và bây giờ bắt đầu nào anh em ơi. Vào game nào. Rồi, chiến thôi anh em. Phá hủy tương địch. Nhìn khung cảnh thơ mộng quá anh em nhỉ. Đầu tiên có sự xuất hiện của hai anh thợ mỏ và mình tiếp tục mua thêm các chiến binh của mình anh em ạ. Nhìn khung cảnh như thế này là rất là hoành tráng đấy anh em ơi. Nhìn khung cảnh thật là tươi vui anh em nhỉ. Đâu rồi, địch đâu. Ây da. Có cả phù thủy nữa cơ đấy. Máu chiến nhỉ. Quân địch nhìn hung hăng quá anh em nhỉ. Đâu rồi. Để mình mua thêm các chiến binh rồi mình lên chiến luôn anh em ạ. Ây da. Chưa kịp gì mà quân địch đã tấn công rồi anh em ơi. Mẹ máu nhỉ. Ôi anh em thấy chưa, mẹ linh giáo kiếm sĩ quân địch tấn công mình rồi. Chưa gì, chưa đâu vào đâu, mình chưa chuẩn bị xong mà mấy ông mẹ máu quá đi. Chưa gì mà đã chiến rồi. Còn có phù thủy nữa cơ đấy. Mẹ à, cái bà phù thủy này. Ôi anh em thấy chưa, mẹ trưởng một phát là quân mình tung tóe luôn anh em ạ. Thôi đi từ từ, phù thủy từ từ để tí nữa mình diệt sau anh em ạ. Để trước mắt thì mình phải xử lý mấy anh này đã. Ôi da. Kiếm sĩ lính giáo mình phải xử lý trước rồi. Bây mà một ông lính giáo rồi. Rồi vào chiến luôn anh em ơi. Giờ chiến phù thủy nào có chạy nhanh còn kịp. Mẹ đứng đấy mà trưởng nữa à. Chạy nhanh nào mẹ bắn cho xanh cỏ luôn. Đúng rồi anh em. Mẹ cho nó phơi xác ngoài sa mạc luôn anh em ơi. Mẹ phơi xác chưa. Đúng rồi đấy anh em thấy chưa. Phù thủy bay màu rồi. Đây là sứ mệnh 88 nha anh em ơi. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào hoặc là có cách chơi nào khác mình thì anh em có thể để lại ý kiến của mình ở phần bình luận video nha anh em ơi. Mình sẽ đọc và mình sẽ tham khảo các ý kiến của anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nào. Rồi, quay về để ổn định tổ chức đây anh em ạ. Chứ hung hăng quá là lên là mẹ nó bắn cho là phơi xác ngoài sa mạc luôn anh em ơi. Đấy, 1, 2, 3, 3 ông ở mẹ chiến luôn anh em nhỉ. Đang máu, mẹ phù thủy còn diệt được chứ mấy ông lôm cung như thế này lên để làm gì. Rồi, lùi quân anh em. Đội quân này thì chưa đủ sức mạnh để phá tượng đâu anh em ạ. Nên là mình phải mua thêm rìu để cho thợ mỏ đào cho nó hung hăng hơn anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa, mẹ có 20 ngọc vào cái khắc liền anh em nhỉ. Mẹ đào máu chiến hơn anh em nhỉ. Đấy, đâu rồi, quân địch đâu. Ôi trời, ba thằng như thế này nó chạy cho mẹ nhấc đít luôn anh em ạ. Có chạy nhanh còn kịp nào không, nó bắn cho mẹ phơi xác luôn. Đúng rồi, mẹ chạy mà được à. Đấy, từ từ anh em ơi, từ từ, hung hăng quá không ổn đâu. Mình phải chờ cho đội quân mình đủ đó. Mình tấn công một cái là mình đập được tượng ngay đúng không anh em. Mình đến sứ mệnh 88 này cũng đơn giản mà anh em nhở. Đấy anh em thấy chưa. Giờ mình các chiến binh của mình ra là chiến thôi anh em ạ. Rồi cung thủ đâu. Rồi đủ đội hình rồi anh em ơi. Lên nào anh em ơi. Anh em mình là một gia đình nào. Đúng rồi lên nào. Sẵn sàng chưa. Lên nào anh em ơi. Đông đủ chưa. Rồi cuộc chiến đã bắt đầu nào. Đâu rồi, cuộc chiến bắt đầu nào anh em ơi. Chạy chậm thế nhở. Đang máu chiến mà mấy ông chạy chậm quá. Giờ vào là phang tượng luôn anh em ạ. Đấy, mẹ bắn một phát là diệt được một thằng rồi anh em ạ. Diệt được thằng nào là đỡ thằng đó đúng không anh em. Đấy, vào chiến nào. Giờ phần đập tượng là tới đơn giản rồi anh em ạ. Màn này mình nghĩ là không có khổng lồ đâu anh em ơi. Đấy, anh em thấy giờ mẹ quân hỗ trợ của nó, quân tiếp viện của nó anh em thấy không. Giờ bắt đầu mới kêu tiếp viện à. Ồ, tiếp viện lại như thế này thì có mà tiếp vào mắt à. Úi rồi ôi. Mấy ông tiếp viện mà kiểu này thì hỏng rồi anh em ơi. Màn này chiến thắng rồi anh em ơi. Sứ mệnh 88 này có thể là mình sẽ vượt qua một cách đơn giản rồi anh em ạ. Anh em còn sứ mệnh nào hay hoặc là yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào thì anh em có thể để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhá. Mình sẽ đọc và chơi theo yêu cầu của anh em. Rồi, vào việc anh em ạ. Rồi, xong. Vậy là sứ mệnh 88 mình đã hoàn thành rồi nha anh em ơi. Anh em còn yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào nữa thì có để lại phần ý kiến của mình ở phần video nha anh em, phần bình luận nha. Rồi, giờ vào chiến dịch khác nào anh em. Rồi, sứ mệnh này là 147 nha anh em ơi. Vào việc. Đấy, hai ông thợ mỏ nhìn mà quả tượng rát vàng nhìn khủng khiếp anh em nhỉ. Mình mới thay đổi tượng cho nó hoành tráng hơn tí anh em ạ. Mấy tượng này mình thay đổi để cho nó đỡ nhàm chán nha anh em ơi. Anh em quân địch tấn công luôn anh em ạ.
có một thằng kiếm sĩ mà chạy lên farm luôn anh em ơi. Không sao, không sao, không sao. Đấy, lùi quân về, lùi quân về. Có người hỗ trợ mình ra bắn cho một phát là đấy, xanh cỏ liền. Đấy, cho phơi thây ngoài sa mạc luôn đúng anh em. Đấy, đấy, xong hầu. Còn đông nào nữa, mẹ hung hăng chạy lên chơi luôn nào. Mình chưa mua được chiến binh nào mà mẹ ăn đã tấn công mình rồi anh em ạ. Sứ mệnh 147 nè. Đấy, 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 mẹ một tốt luôn anh em ạ. Máu nhờ. Mấy ông này mình mới mua được ông cung thủ ra mà mẹ quân địch nó kéo theo cả bầy luôn luôn rồi anh em ơi. Đấy, chiến nó đi, chiến nó đi, đúng rồi. Bắn phát nào không bắn được là chạy, đúng rồi mẹ, chiến thuật là không bắn được là chạy anh em ạ. Đấy. Đấy, không bay, không bay màu, không bay màu. Đấy, cho phơi xác ngoài sa mạc luôn đúng không anh em. Đấy, 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 coi còn thằng nào không? Không còn, lên đào vàng tiếp anh em ạ. Nhiệm vụ bây giờ là phải khai thác vàng để mua chiến binh anh em ơi. Anh em hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Để mình có động lực mình ra video mỗi ngày cho anh em xem nào. Đâu rồi, đâu rồi. Đấy, cho quả mẹ 20 ngọc vào đào vàng hung hăng liền đúng không anh em. Mẹ nhìn máu lửa liền. Đấy, đấy, để kéo về coi được bao nhiêu. Đấy, mấy ông đào vàng tích cực nào anh em ơi. Đâu rồi, mẹ chưa thấy ai anh em ạ. Chưa thấy thằng nào ra, chờ tí nha anh em ơi. Trong thời gian chờ đợi anh em có thể like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Anh em có sứ mệnh nào hay hay hoặc là anh em yêu cầu mình chơi sứ mệnh nào thì anh em có thể để lại bình luận của mình ở dưới phần video này nha anh em ơi. Dưới phần bình luận của video anh em có thể để lại ý kiến của mình về cách chơi, về các sứ mệnh anh em yêu cầu nhá. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ 1, 2, 3, 4 ông mẹ kiếm City Hon chạy lên à. Cái cung thủ nó bắn cho xanh xác luôn à. Quách mẹ không không được anh em ạ. Lùi 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 lùi, không ổn tí nào, không ổn tí nào. Ôi à, nó pha một ông thợ mổ bay rồi anh em ơi. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Đấy, nó hạ mất ông thợ mỏ rồi anh em ạ. Thế mình loay quay không để ý là pha ông thợ mỏ mình luôn rồi. Từ 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 từ, muốn nhanh thì phải từ từ đúng không anh em. Xem tình hình quân địch như thế nào rồi mình tiếp tục nào anh em ơi. Giờ mua thêm ông linh giáo nữa. Quả này pha cái tới luôn anh em nhở. Thế là giờ mất ông một ông thợ mỏ rồi anh em ạ. Mình phải mua ông thợ mỏ khác thôi. Đâu rồi, đâu rồi, anh nhặt mẹ tấn công rồi ạ. Làm thì phải chạy, có linh giáo đây, một linh giáo là phải chấp 2-3 ông. Linh giáo máu chiến lắm anh em ạ. Linh giáo xanh nữa đúng không, một màu xanh xanh đúng không anh em. Ấy ấy ấy, chiến nó đi đúng rồi. Mẹ coi còn đằng nào nó phang nốt nào, chạy lên nào anh em ơi. Anh em mình là một gia đình nào. Tạm thời lui 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 lui, không có ai anh em ạ. Chạy lên mệt quá mà không có ai, tạm thời chạy về thở tí rồi chạy lên tiếp anh em ơi. 1, 2, 3, 4 ông linh giáo, 3 ông linh giáo anh em ạ. 3 ông linh giáo là đủ chiến rồi anh em nhỉ. Mình phang thêm quả khổng lồ ra nữa là mẹ rực rỡ luôn đúng không anh em. Đấy, mua thêm khổng lồ nữa là rực rỡ luôn nào. Đâu đây nhở, mẹ chưa thấy đồng chí nào nhở. Không có đồng chí nào, nghe có buồn tay buồn chân anh em nhở. Mẹ đã đủ đội hình nhưng mà mẹ không có quân địch tấn công à. Đâu rồi, đâu rồi, đâu, đây 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 đây. Mẹ lóc nhóc như kiến đấy anh em ạ. Mẹ nhắc phát tới liền đúng không anh em. Chạy lại phang nó nào, đúng rồi, lính giáo đâu. Chiến đi, chiến đi, chiến đi. 1, 2, 3 nào. Đúng rồi anh em. Chiến nó đi, khổng lồ lên hỗ trợ nào. Mẹ pha một cái nào, đây, đây, đây. Pha nó đi. Đấy anh em thấy giờ mẹ khổng lồ đập một phát là cái sức sống của mấy ông kiếm sĩ của bên quân địch là không ăn thua đúng không anh em. Đập một cái là thấy ngồi xuống luôn rồi. Vùi xác ở trong sa mạc đúng không anh em nhỉ. Anh em thấy video hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Để mình có động lực mình ra video mỗi ngày cho anh em xem. Hoặc là cái cách chơi của mình chưa hay chỗ nào, chưa được chỗ nào thì anh em có thể để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhá. Mình sẽ học hỏi và tham khảo thêm nha anh em ơi. Rồi, và cuộc chiến bắt đầu nào. Mẹ hôm nay đội hình đông thế nhở. Hỏi anh em thấy chưa, mẹ khổng lồ đập phát nào là mẹ tung té phát đó anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa, khổng lồ đập phát nào là ra trò phát đó luôn anh em ơi. Ôi da, chuyện gì vậy. Mẹ hai ông linh giáo của mình bay luôn rồi anh em ơi. Ba ông luôn anh em ơi. Ủa, linh giáo của mình bay màu hết rồi anh em ạ. Vãi đái nhờ. Ô, vậy là giành chiến thắng đây à. Ô, sứ mệnh 147 này hài quá anh em nhờ. Rồi, giờ mình qua sứ mệnh khác nào anh em ơi. Sứ mệnh tiếp theo là sứ mệnh gì đây nhờ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Nhanh, 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 nhanh.
Đây là mình đi tìm sứ mệnh 01 nha anh em ơi. Đây là sứ mệnh số 1 nha anh em. Đây là một bạn yêu cầu mình chơi sứ mệnh số 1 nên là mình phải kéo xuống tốt thế này luôn anh em ạ. Anh em chịu khó chờ mình xíu nha. Nhanh lắm anh em ạ, nhanh lắm, mình đang kéo với tốc độ của một tay đua công thức 1 anh em ạ. Đấy, sứ mệnh 01 đây anh em. Rồi, vào việc nói anh em ơi. Sứ mệnh 01. Ây da, zombie anh em ạ, zombie. Nhìn mẹ, nhìn cái quả khung cảnh này là zombie rồi anh em ơi. Đâu rồi, ây da. Mẹ em, ra sớm vậy. Ông khổng lồ zombie nữa à. Ồ, ra sớm vậy đừng có tấn công nha cha. Ra sớm vậy mà tấn công là làm sao mà được. Thôi mình phải phụ thợ mỏ đào vàng thôi anh em ơi, không ổn rồi. Mẹ nó ra sớm quá anh em ạ. Ra sớm nó có tấn công không đây. Từ từ hướng tấn công nha cha. Mẹ giờ tấn công là chưa mua được cái chiến binh nào mà tấn công để ai chơi và ai chơi lại. Đúng không anh em? Nó phải từ từ chứ, muốn nhanh thì phải từ từ chứ. Đâu rồi. Gấp rút đào vàng anh em ơi. Đào nhanh nào anh em ơi. Nhanh nào. Từ tấn công nha quân đời chơi. Đâu rồi. Ây da. Mày nó có thời gian anh em ạ. Hình như là 1 phút hay sao ấy. Mình nhìn đấy 1 phút hay sao ấy. Giờ mình mua rìu đi. Mình mua rìu đi anh em nhờ. Rồi mua rìu đào mỏ cho mấy ông mẹ, đào mỏ cho hăng hái nào. Hăng say nào anh em. Đào mỏ đi. Đúng rồi, nhanh. Đấy. Nhanh nào. Rồi, đầu tiên là phải là cung thủ anh em nhỉ. Zombie mà gặp cung thủ thì mình cứ nói đi nói lại với anh em là đúng bài luôn anh em ạ. Gặp zombie anh em cứ phang cung thủ cho mình. Không có mẹ, không có cung thủ là dở lắm, nhưng mà có cung thủ là tuyệt vời anh em ạ. Cứ zombie mà gặp cung thủ là gặp đúng đối tượng để chiến rồi anh em ơi. Đấy, 1, 2, 3, 4 anh rồi. Nhanh nào. Hình như là nó quân địch là 1 phút nó mới bắt đầu nó tấn công đấy anh em ơi. Mình nhìn đấy như là 1 phút nó tấn công ở dưới mệnh số 1 này này anh em này. Một phát, đúng rồi. Lính giáo ra. Nhanh nào anh em ơi. Vào việc nào, quân địch đến nhà nào đón anh em nhờ. Trong thời gian chờ đợi quân địch tấn công thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Anh em nào có sứ mệnh nào hay hoặc là có sứ mệnh nào yêu cầu mình chơi thì anh em cũng có thể là để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhá. Để mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em. Hoặc là trong quá trình chơi mình thấy mình chơi chưa được ở chỗ nào, hoặc là mình chơi có cách chơi khác mình hay hơn mình, thì anh em cũng có thể để lại ý kiến của mình ở phần video nha anh em nha. Ở phần bình luận của video mình sẽ đọc để mình tham khảo thêm nha anh em ơi. Rồi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tấn công, quân địch tấn công rồi anh em ơi. Chuẩn bị nào. Chuẩn bị nghênh chiến nào anh em ơi. Ấy, quân địch đấy. Cái ông quân địch, cái ông zombie to này, khổng lồ này, chắc là mình diệt được là trò chơi kết thúc đây anh em ạ. Nước mắt em rơi là trò chơi kết thúc đúng không anh em? Rồi, chiến đấy, đúng rồi đấy anh em thấy chưa? Mẹ zombie mà gặp cung thủ thì tôi phải nói xác định là tạch đúng không anh em? Rồi, giờ vào chiến ông zombie khổng lồ. Chiến zombie khổng lồ để cho trò chơi kết thúc nào anh em ơi. Chiến nào đấy. Mẹ ông khổng lồ này chỉ có đẩy thôi anh em ạ. Nó cũng tương tự như là ông zombie khổng lồ lính giáo anh em. Mẹ chỉ thấy đẩy là giỏi thôi, chứ mẹ cái của này thì cứ để cho mẹ là cung thủ bắn thì mấy hồi đâu mà banh xác đúng không anh em. Đấy anh em thấy chưa. Lính giáo kiếm sĩ cứ mỗi thằng chạy lên xiên cho phát là chạy về. Anh em thấy không, mẹ như là đi tập thể dục ấy anh em ạ. Màn này như là đi tập thể dục ấy, anh em thấy không. Đấy, cứ chạy lên xiên phát là chạy về, thay nhau xiên phát. Cái lượng máu của zombie sắp hết rồi anh em ơi. Và lượng máu của nó đã hết rồi anh em ơi. Đâu rồi. À, hết zombie rồi anh em ơi. Sứ mệnh này, sứ mệnh 01 này mình đã giành chiến thắng rồi nha anh em. Giờ mình qua sứ mệnh khác nha anh em ơi. Và bây giờ là sứ mệnh 283 nào anh em. Anh em có cái chơi khác mình, hoặc là anh em có cái chơi nào mà nó hay hơn mình thì anh em có thể để lại ý kiến của mình ở phần bình luận video nhé. Anh em có thể yêu cầu mình chơi các sứ mệnh nữa anh em nhé. Mình sẽ hoan nghênh các mọi đóng góp ý kiến của anh em nhé. Và bây giờ là sứ mệnh 283 anh em ạ. Đồng cỏ xanh tươi anh em nhờ. Nhìn rất là mát mẻ anh em ạ. Nhìn kiểu này là quân địch lại xanh cỏ đấy anh em ạ. Lại gì nữa đây. Hẹn giờ 5 phút à. 5 phút cơ á, mẹ tấn công mà 5 phút à. Thế thì mình phải mua chiến binh mình tấn công trước anh em nhở. Ngán nhì đúng không anh em. Đâu rồi.
Đấy, để cho mấy ông tự mỏ đào cho nó hăng hái đây anh em nhờ. Đấy, cung thủ ra, cung thủ ra. Anh em đâu, cút cút ra cho cung thủ thể hiện nào. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 anh thợ mỏ rồi anh em ạ. 6 anh thợ mỏ rồi, tình hình là sắp có một lượng vàng lớn rồi anh em ơi. Đấy, 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 đấy. Cung thủ tượng và cung thủ ở dưới đất anh em. Rồi, giờ đầu tư cho thợ mỏ một tí cơm nước cho nó máu chiến anh em nhờ. Đâu, vào việc nào. Đó, mẹ làm quả, mẹ 20 ngọc là anh em, mẹ ông thợ mỏ đào là sấp vào soi liền đúng không anh em. Đâu rồi, quân địch đâu. Ôi da, mẹ hít đất nữa cơ à. Hít đất đi để tí nữa mà xanh cỏ. Hít đất thoải mái đi. Còn hít đất được thì cứ hít đất đi đúng không anh em. Mình vừa qua nhìn phát là hít đất liền đúng không. Nhìn rất chi là này nọ. Để tí nữa mình tấn công mẹ cho án phải hít đất rồi anh em ơi. Nào 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 nào, chạy lên nào. Đúng rồi đúng rồi. Đấy anh em thấy chưa, mình lại chơi một anh mẹ lính giáo xanh đét anh em nhờ. Rất phù hợp với cái cảnh sắc xanh của cái đồng cỏ này đúng không anh em. Đấy, còn bên này là đội binh dát vàng à. Dát vàng thì lát nó cũng phải bay màu, lát nó cũng phải xanh cỏ đúng không anh em nhờ. Anh em hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Anh em có yêu cầu mình chơi cái sứ mệnh nào thì anh em có thể để lại ý kiến của mình ở phần bình luận video nha anh em ơi. Mình sẽ đọc và mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em nhé. Anh em có cách chơi nào hay hơn mình, hoặc là cách chơi khác mình, hoặc là góp ý với mình thì mình sẽ chơi theo yêu cầu của anh em nhé. Mình chơi theo ý kiến của anh em để mình học hỏi thêm nhé anh em ơi. Cảm ơn anh em. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đấy, ấy, ấy. Mẹ một. À, giờ mình mới phát hiện ra anh em ơi. Mẹ lướt qua nãy giờ mà giờ mình mới phát hiện ra là bên quân địch nó không có tượng anh em ạ. Đúng không? Nó không có tượng cho mình đập luôn anh em ơi. Bên mình thì vẫn có tượng này, nhưng bên quân địch nó không có tượng anh em ạ. Ở sứ mệnh 283 này quân địch không có tượng, thể nhiên chắc chỉ có một đội quân nó thôi anh em ơi. Đúng anh em nhở? Hay chỉ có một đội quân nó thôi nhở? Đấy, đấy, giờ để cho mẹ mấy anh khổng lồ lên là chiến luôn nào. Thử coi quân địch có một đội quân nó không nào. Rồi, chiến đi anh em. Vào việc nào, anh em mình là một gia đình nào. Phải chơi hết mình nhá. Đúng rồi, lên phang đi. Múc nó, đúng rồi mẹ. Ấy à, mẹ quả lính giáo giáp vàng này lượng máu nó lâu tụt lắm anh em ạ. Nó lâu, mẹ nó lâu xanh cỏ lắm. Đấy, cứ từ từ, lâu thì cũng phải thua đúng không anh em. Ấy mẹ, cái khổng lồ của mình mẹ ra được vài nháy thế mà mẹ lượng máu nó tụt nhiều anh em ạ. Đấy, giờ cho hai anh khổng lồ lên chiến thôi anh em nhá. Múc nó đi, đúng rồi mẹ, thằng nào lôn cùng ở đây anh phang hết, đúng rồi anh em. Lên phang nào, phang nào. Đấy, đấy. Sứ mệnh 283, sứ mệnh 283 hả? Phang nó đi, đúng rồi. Vào việc, vào việc, vào việc. Đúng rồi anh em, mẹ đập như thế này mà mẹ nó không hề ấn gì luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy mẹ khổng lồ cây mà phải đùa đâu đúng không anh em. Khổng lồ cây chứ không phải khổng lồ đỏ đâu mà mẹ dám ra đây mà khiêu chiến à. Dám ra đây khiêu chiến à. Biết khổng lồ cây không? Biết khổng lồ cây là ai không? Đúng rồi, phang đi. Phang đi, phang đi anh em ơi. Lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào. Lên nóc nhà là bắt con gà nào. Đúng rồi, phang nó đi. Đấy, anh em thấy chưa, mẹ tung tóe hết như thế này. Đừng nói sứ mệnh này mẹ vụt xong hai ông lính giáo là xong sứ mệnh nhá. Kỳ vậy. Không có tiếp viện à? Sứ mệnh 283 có tiếp viện không đây? Ok kìa. Múc, múc. Đúng rồi, đúng rồi. Múc nó đi, ba anh khổng lồ ra rồi anh em ơi. Rồi, chiến thắng rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem video nhá.